bỏ phố về quê và trồng thêm rau và nuôi thêm cá nhé mọi người, và học xây kênh TikTok nha. Lần đầu tiên thì tình học xây kênh TikTok nha mọi người, rất mong được mọi người ủng hộ nha. Rất chi là nhiều anh chị hỏi rằng là xây kênh TikTok có khó không, thì tình nói là không khó nha mọi người. Theo như mọi người thấy hiện tại là video của tình đúng không ạ, thì mọi người hãy nhìn sang bên phải đi ạ, mọi người bấm thả tim này, comment phía dưới này, và sao chép liên kết này, và thả thích ở phía dưới nữa nha, là mọi người sẽ được tính điểm từ TikTok nha, và kênh của các bạn sẽ dần dần lên xu hướng nhé. Các bạn không biết thì các bạn có thể làm theo tình đã hướng dẫn như vậy đi. Và sau khi mà mình thả cá xuống ao rồi thì mình bắt đầu đi chặt cây chuối về nha. Đây là quả chuối mọi người ơi. Cũng rất chỉ là may mắn vì hôm nay thì đi mua cá về thả dưới ao thì mình cũng đã thấy rằng là chuối bên cạnh thì cũng đã chín rồi. Và nhân tiện thì mình sẽ ăn cho mọi người nhìn nha. Các bạn thấy có thèm không nào? Đó, chuối này cực kỳ là ngon nha. Trời ơi, lâu lắm rồi không ăn chuối như thế này rồi mọi người ạ. Đúng là ở quê trồng rau nuôi cá có gì ăn lấy thôi nha cả nhà ơi. Có chuối mình ăn chuối, có sắn mình ăn sắn này, có ngon ngô có khoai khoai thôi mọi người. Mời mọi người nha. Chỗ các bạn thì chuối này gọi là chuối gì ta? Tình còn không biết rằng là chuối này gọi là chuối gì nhá. Các bạn hãy comment lên phía dưới này nhá. Đó, sau khi mà mình mà bắt đầu thưởng thức chuối xong thì mình bắt đầu đi lấy cỏ cá nhá. Hiện tại thì mình đang nuôi là 200 con cá chấm nên là mình phải đi vất vả lắm mọi người ạ. Tình cũng không biết rằng là cá chấm cỏ này thì nó chỉ ăn mấy lá sắn hay là ăn lá gì nữa. Thật sự thì tình không biết. Tình rất là mong anh chị em, cô dì chú bác ở trên video này thấy được video của tình thì có thể chỉ hướng dẫn tình rằng là loại cá chấm này thì nó sẽ ăn thêm những cái lá cây hay là những cái cỏ gì nữa nha. Hãy comment lên phía dưới cái video này của tình thì để tình có biết rằng là không vất vả để đi hái lá sắn nữa nha mọi người. Hiện tại thì cái ao cũng khá là nhỏ nha mọi người. À nhầm, khá là to. Sau khi mà mình nén hết lá sắn xuống rồi thì mình bắt đầu là xem là cá nhà mình đã mắc câu chưa. Trời ơi, nãy mình câu cá mọi người ạ. Nãy mình câu cá mà cái sợi dây câu của mình nó lạ quá và ăn hết cá, nó ăn hết run rồi mà nó vẫn không có cá, thôi thì không câu nữa và đứng đây và ngồi ngắm cá nhà mình thôi. Thật ra thì sáng nào tình cũng ra đây để ngắm cá mọi người, rất là chill nha. Anh chị em, cô dì chú bác, bạn nào mà công việc áp lực thì có thể là lên đây ngồi chiêu chiêu với tình nha. Và sau khi mà tình cho cá ăn xong thì mình cũng chuẩn bị đi về. Và sau khi mà đi về thì mình sẽ bước đầu tiên thì mình sẽ là hái những cái quả chuối này và mình sẽ bỏ vào trong túi để mình mang về cho các cháu nhà mình ăn nhé. Đó, mình hái xong rồi thì mình sẽ bỏ vào đây để mai mốt chín mình lại mang về tiếp, tại vì các cháu đông quá nên là mình sẽ mang một túi này về trước. Bye bye mọi người nha.